đây nhà dân người ta ở cũng hiện hữu rất là đông nha anh chị dạ em là nhà đất minh xem tiền giang xin chào anh chị nha hôm nay em về xã tân lý tây của huyện châu thành tỉnh tiền giang tên con đường rộng khoảng hai mét rưỡi này nè Đi quay giới thiệu cho anh chị mình một cái lô đất có tổng diện tích là hai trăm mười lăm phẩy hai mét vuông trong đó có một trăm tám mươi một trăm tám mươi lăm phẩy một mét vuông là thổ cư nha anh chị Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem. Đây là hướng đi thông về quốc lộ 1A. Rồi về ngay chỗ quỹ ban dân xã Tân Lý Tây luôn. Khoảng cách từ đây mà về tới đó thì tầm khoảng 1,2 km là tới nha anh chị. Và anh chị cũng đi cái hướng này mà đi thông về khu công nghiệp Tân Hương luôn. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới khu công nghiệp Tân Hương thì tầm khoảng 3 km trở lại à. Nói và cái hướng này anh chị cũng có đi thông về ngay trung tâm của huyện Châu Thành luôn. Thì khoảng cách thì tầm khoảng 2 km nha anh chị. Và trung tâm thì tấn rất là gần luôn. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Cho nên vấn đề điện nước wifi thì anh chị an tâm ha. Cột điện nhà nước đó anh chị thấy đó ha. Rồi bên đó thì nhà dân người ta rất là nhiều. Giống như mấy cái ô này người ta bán rồi bây giờ còn một ô duy nhất à thì giá nó cũng mềm anh chị à. còn một ô à, cuối cùng thì giá chủ kêu cũng có 580 triệu à cho tổng diện tích là hai tầm hai trăm mười lăm mét vuông hai nhanh nha anh chị trong đó có một trăm tám mươi lăm một mét vuông là thổ cư phần còn lại là cây luôn nè đó, nhà người ta hiện hữu cũng rất là đông còn cái hướng ngược lại nè Hướng này anh chị cũng đi thông vô nhà dân người ta nhiều lắm Nhưng mà em không biết đi đâu em chưa đi con đường này nha anh chị Còn cái mảnh đất mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay Là cái mảnh đất này nè Đã dăng dây lên là sẵn luôn cho anh chị hình dung quá nha anh chị Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình Trước khi xem đất nha anh chị Anh chị xem mặt tiền trước đi Mặt tiền của đất mình thì xây về giữa hướng đông đông bắc và hướng bắc còn từ đây mà anh chị về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời gian đi tầm khoảng 17 phút, khoảng cách là 11 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây. Thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 19 phút, khoảng cách là 69 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây. Thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 5 phút khoảng cách là 47 km Chỉ có 47 km anh chị ơi Đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem Rồi bây giờ em sẽ di chuyển vị trí đất cho anh chị mình xem chi tiết luôn Đó là cái mảnh đất này nha anh chị Nó chủ em có nhờ kêu chủ dân dây sẵn đi Đặng mình hình dung cho nó dễ Bởi vì nó ngoài sau là nó nở hậu Phía trước mình có bị ngang qua là 4 m Và phía sau hậu mình 14 m lận lần nha đó, nó nó hậu còn cái cảnh bên đây nè tính mặt tiền nhìn vô là cảnh phía bên phải nha là mình đi sâu vào 23m50 còn cái cảnh phía bên trái mình đi sâu vào là 25m luôn cho nên nó có tổng diện tích là 2152 m vuông nó trong đó mình có cái phần thổ cư đó, thì 1851 m vuông thổ cư thì em có kêu chủ dân cái cổng dây ngang qua luôn cho anh chị mình biết đó, để cái phần này giống như hành lang bảo vệ đường bộ vậy đó rồi cái phần anh chị cắt nhà ở đây nè nó cái phần này phần để làm cái sân nha anh chị cái sân ở đây rồi anh chị cái tầm cảnh ở đây cây kiển gì cũng được thì nói chung là cái giá chỉ có 580 triệu mà mình gần quốc lộ 1A mình gần khu công nghiệp Tân Hương rồi mình về thành phố Hồ Chí Minh em lấy điểm là bến xe miền Tây thì chỉ có 47 km nào. thì nó cũng rất là gần nó diện tích này thì nói chung là cũng vừa cắt cái nhà ở rồi mình làm một hai cái phòng ngủ đâu cũng được luôn nha anh chị Thì anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này Thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645 Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem Rồi anh chị gặp chủ để có thể thương lượng thêm với chủ Cái chủ bớt cho mình được nhiêu Chứ cái này thì chủ nói cái giá này cũng mềm rồi Chủ bớt ít chứ không bớt nhiều Nói chung là điểm mạnh mình đường đan phía trước thì Thấy nó cũng rất là đẹp rộng Nhưng mà có một cái điểm yếu là chưa có đổ mặt bằng mà nếu anh chị biết đổ mặt bằng lên rồi đó, thì chủ lại kêu giá cao nữa thôi anh chị mua về cái anh chị uh, cuốn nền á rồi anh chị xây nhà rồi anh chị uh, đưa cát vô luôn tự anh chị đổ đi cho nó uh, ấy hơn còn nhiều khi người ta đổ á cái người ta đổn luôn này kia thì sao đó thì uh, anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì anh chị liên hệ cho em nha còn đằng xa xa đó thì có mấy ngày mộ nha anh chị mình ở đây mặt tiền xây về hướng uh, hướng bắc và đông bắc thì mộ thì hướng bên đây hướng tây cho nên mộ thì đạp về dưới còn đây thì cũng giống như đội vậy nha anh chị cho nên cái phần đó thì nó cũng đỡ cho mình còn dân cư ở đây thì anh chị cũng thấy nè hiện hữu cũng rất là đông sau này bên đó những cái nhà bên đó cất lên là rất là nhiều còn ở đây thì không có đường nước nha anh chị sau này anh chị gì anh chị có thể đào một cái hố rồi mình tự gõ nước ra lần lần chứ em thấy ở đây thì nó đây đâu có đường nước đâu đó anh chị nhìn này, xung quanh của mình ha phía trước mình là nguyên một cái vườn dừa luôn thì 580 triệu nha anh chị còn cái mặt bằng này nói chung đất ngay dùng đất này nó cao anh chị thấy lộ kìa sát bên mình thấp hơn lộ cũng không bao nhiêu sau này anh chị có cái nhà lên cao vậy giống như cái lần dây nè nó thì nó đã cao hơn lộ rồi đó thì nó cao hơn lộ rồi thì mình cất nhà lên mình đổ mặt bằng cũng không bao nhiêu tiền đâu à, nhà dân hiện hữu kìa đó còn bên đây thì em chưa đi đường này cho nên em không biết rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em nó riêng mảnh này ngang mặt tiền của mình là 4 m 63 phía sau hậu là 14m 82 cạnh mặt tiền nhìn vô cạnh phía bên trái nha đi sau vào là 25 cạnh bên phải là 23m 30 tổng diện tích là 215,2 m vuông. trong đó có 85,1 m vuông là thổ cư. Phần còn lại là cây lô nằm, giá chủ kiều là 580 triệu. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em nha. Còn bây giờ thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Rồi em xin chào anh chị ạ.